Chào mấy anh em ha. Hôm qua em có đăng cái nỏ cho lên cứu khách lên đó mấy anh em. Thì có nhiều bạn hỏi em cách mà chia mấy cò này sao. Thì chút xíu nó đi em thì gã nó ra luôn cho anh em xem cho trong cụ thể em chia sao. Chia cũng đơn giản lắm nè. Đây mình thấy hổm gà em thấy có nhiều bạn đăng là phải mua cò xịn bắn nó mới nhẹ. Anh em mua cò xịn thì bắn nó về chứ bây. Thử anh em mua về em biết liền. Có chắc có nhiều anh em cũng gặp cái tình trạng này đúng không? Về bắn nó rất là nặng. Anh em coi coi lấy cọ em lú ra ngắn mà nè, nhưng mà bóp nó rất là nhẹ nha. Tí em tháo cụ thể em gã hết luôn cho anh em xem. Chứ có hôm qua có mấy bạn nhắn tin hỏi em là cái cây này gã gáp nó có khó khăn gì không, thầy thấy nó sợ nó gồm gà khó gã gáp, một xíu đem gã gáp luôn cho anh em xem ha, đơn giản lắm. Chúng mày cái độ dài này anh em yêu cầu như thì mình làm như nha, tại vì khách yêu cầu 90, đúng ra hôm qua bữa nay là giao cho khách rồi nhưng mà thầy không vừa ý được cái bồ cò này lắm, gã chỉnh lại tí nữa rồi mai giao thật là chỉnh rồi, nãy giờ mới chỉnh rồi cũng ok rồi. Thì test thử cho anh em xem ha, này test cái độ nhẹ nó nha, bữa nay mình không bắn bi nha, lấy sỏi bắn luôn nha. Đó. Sỏi này ra mấy thì bán cá thì thiếu tra gì, bịch có hai mấy ngàn, 20 ngàn gì mà chà bá vậy, anh em bắn thoải mái, hơi tội tình gì đi mua bi cho mất tiền. Để em test thử cái độ nhẹ của cái cò này nha anh em coi nha. Chứ đúng ra cái lẫy cò mà bình thường anh em mua về nó ngắn chỗ này mà nó lắp vô nó ngắn chỗ này, anh em bóp vào đầu tay kinh khủng luôn anh em. Chắc anh thấy có nhiều anh em cũng thắc mắc cái này đúng không? Có mấy bạn hỏi mình nó sao em mua cò xịn mà về em bóp liền ở đầu tay. Thì trên mạng nó bán mà nó nói gì mua cò xanh, mua cò xịn thì bạn bóp bắn nó mới nhẹ, chứ thật sự cũng không trả nhẹ đâu. Thì hồi rồi mình mới quay cái chi tiết ở trong cho cái này thôi. Cái sỏi mình bắn thử nè, mình bắn cái độ nhẹ mình không có thử chứ nó nhẹ nha, cái sỏi thì bự rồi đúng ra là cái cột kia vô nó nặng lắm, vô nó rất là nặng nha. Với cái lực căng của cái cây này nó quá nhanh, có thể 90 rồi. Rất nhẹ luôn nè, không có cảm giác đau tay luôn. Mà nói chung cái này mình khuyến cáo anh em là nếu mà có độ cò lên như mình không thì nên bắn sỏi bi lớn nha, đừng bắn 18 nè, bắn 18 vẫn được nhưng nó thường hay bị tút tước cò lắm, nó không có nguy hiểm gì, nó anh đi anh em vô anh em về nên nó sẽ bị răng bi ra liền, nó nhảy bi ra ngoài thôi. Cái này anh cách anh không ngàn bắn 18, bắn sỏi đá như mình nè, cái độ cho anh rất nhẹ luôn. Chứ để giao gì cho khách mà khách bóp đau tay khách này ta bắn vốn là sao nè, làm cho phải ok hết mấy giao chứ đúng ra là ai, em nói đi vậy đó. Đó rất đẹp như này, thì chỉ rất nhỏ thôi, chung cũng tương đối với cái mẫu anh gửi rồi, anh đã thử một viên cho anh xem rồi, rất chính xác rất khỏe. Chào anh em, chào anh em ha. Đây hồi nãy em nói để em gả cái súng này ra cho mấy bạn cho bán coi gì cho. Hỏi sợ gã gắp nó khó. Đây, này thấy hai con vít ở đây không? Gỡ hai con vít này là xong rồi đó nè. Thì cái này chắc là phải lấy ra rồi. Đây, này là để em để tháo cái laser này ra cái này nè, mới gỡ ra được. Cái này là nguyên một cụm về luôn anh em, thì anh em đặt là em gửi nguyên một cụm về chung luôn nè. Giờ mở hai con vít ở đây nha. Nó có hai con vít thôi, để chút xíu để em gỡ xong nó chơi em gã gấp này rồi em quay cái chi tiết mà ở trong cái lấy cò luôn cho anh em coi nha. Em chim còn sao để cho nó nhẹ. Đây.
lấy ra nè, đơn giản lắp vô đúng vị trí, mất dít thôi, còn xài gãy ra đây em cầm nó thôi. Inox này có sẵn về luôn nè, vậy là rồi đó nha, đơn giản. Mà có gửi cho anh em thì em gửi là một cặp nhìn chung nha, cụm gì nè, cái bán này phải gửi riêng nha anh em. Dạo này bên mấy cái giao hàng nó kiểm tra ngặt lắm, gửi gì cho anh em vậy, gửi chia hai đời gửi cho anh em. Này, hôm nay em tháo những cái cò này ra là để em mở luôn cái hộp cò này ra để chia sẻ cho anh em cách cắt cái chim với cò sao cho nó nhẹ. Gỡ bốn vít này ra trước rồi. Đây, rồi em tháo ra cho em quay cái chi tiết ở trong này em xem sao cho anh em coi nha. Đây, gỡ hai lục giác này rồi. Chi tiết ở trong của nó nghe này, đây anh em nhìn kỹ ở chỗ này nè, em có chi một cái miếng foam nha, miếng foam là anh em dùng miếng giấy tập trong cứng được. Đó, anh em cứ coi cái màn này nè, anh em đút cái cò vô vậy nè. Còn mà nó ngậm vô này nè, cái lẫy này nó ăn vô trong cái gờ này nè, rất là sâu nè. Nếu mà em này cái này là mình chim rồi thì nó sẽ ăn cạn nè, chim vô có lõm này nè, có miếng trắng trắng này anh thấy không, dán keo lại, chim vừa nghe anh em đừng có chim quá nó đậu cò, nó lướt cò luôn, chim làm sao nó sẽ canh độ độ mà dính cò của nó chừng vài ly thôi. 2 ly 3 ly, 2 ly là được. 2 ly 3 ly là được. Nếu mà anh em không chim cái này á là cái này cái cò này nó ngậm vô đây nè. Chừng 5 ly. 5 ly. 5 ly mà dây anh em lên căng quá như mình á, lên 90 mà nó căng quá thì cái này nó giật ra càng ngày càng cứng thì cái này nó ăn sâu quá anh em bóp nó nặng rất là nặng tay. Bóp được nó đau lại luôn. Anh em mà bóp nặng quá anh em bắn nó rung tay bắn không chính xác nào đâu. Bây giờ em tháo ra em chim rồi. Đây, nghe không? Chỗ này nè. Chim muốn phơm chừng 2 ly 3 ly gì đó cho nó đậu cái cò ra. Khi em gắp lại cái cò nó sẽ bị đậu, nó đậu ra nó ăn nó vẫn dính cò nhưng mà nó dính meo. Nó dính như cái cò ngã của mình vậy, nó dính chắc là meo. Vậy anh em múc nhẹ vậy là cái cò nó ra đi. Sẽ không đau tay nữa. Như thế thứ hai đó là anh em chịu một khó anh em mua chai dầu máy vậy nè. Dầu máy máy cũng được. Cái chai dầu này thì ở trong cái ống bơm cao áp thôi. Em nhỏ vô mấy cái chỗ đây nè, đó, ở đây nó có loại xo nè, em thấy không? Đây,
nên nó có cái lò xo này nè, đó đổ dầu máy vô đây nè. Nói chung cái gì nó cho tới trơn tru thì nó cũng nhẹ hơn nha nè, cái nhỏ vô mấy cái mép này đó. Chứ cũng không cần gì sẽ phải xài kho sậy đâu. Đây em gấp cho anh em xem nha. Em chỉ cần làm chim vậy là ổi còi đem nhẹ thôi, nhưng mà cũng khuyến cáo anh em là đừng chim quá. Mình chim làm sao mình cắt cái này mình vừa bắn thôi, dài đi thôi nha. Chim nhiều quá nó dễ bị tước cò thôi chứ không gì. Còn em nữa em gấp vô là nó chỉ ăn tầm 2 ly thôi, 2 ly anh em bóp lỡ ra nó văng ra liền. Càng dày thì nó càng nặng nha anh em, chứ không phải cò dởm cò xịn gì đâu. Cò dởm thì em thấy là cò dởm thường nó là chất liệu cò nó dễ bị ra tan hoặc nó bị sét hay thôi, chứ ngoài ra cò sợ anh em mua cò xịn về mà anh em không biết ý nó thì nó cũng vẫn nặng nha. Lúc trước thời gian em cũng mua em chơi đó là về bắn nó rát bắn nặng lắm anh em, sau thấy nản mà lúc đó mới cũng không biết cả năm gì trước bắn nặng quá thấy chán rồi bỏ luôn, không chơi nữa. Sau này nói chung là chim này là cũng bữa cũng coi cái clip của mấy anh Thái Lan thôi, ảnh cũng chim vậy đó. Nói chung này mà học theo thôi, nói chung mình coi mình cũng không có hiểu tiếng ta đâu, nhưng mà mình nhìn cách người ta chim lên mình chim theo thôi. Anh em có thể dùng giấy chim cũng được, tại cái đó cái nó chỉ giúp cái lẫy cò này nó đẩy ra thêm một tí thôi, chứ ngoài ra nó cũng không có chịu lực hay là bất cứ ảnh hưởng gì cả. Mình giấy hay là foam trắng cũng được, miếng foam cũng được. Đó. Trong khi cái cò anh em mua về anh em để anh em bóp cắt là sâu nó mới nhả cái này đúng không, tại vì cái lẫy cò này nó ăn vô gần 5 ly là với anh em phải bóp sâu nó mới nhả được hết cái cò này. Còn cái cò của em đây em coi nè, bóp nhẹ nè, nó nhả rồi, bóp nhẹ rồi nhả liền. Còn cò anh em mới mua về anh em thử cái này biết được gì, anh em phải bóp thẳng tay ra sao nè, thẳng mạnh vậy nè thì cò nó mới nhả, cái này nó mới đầu nó nhả được. Này của em cũng bóp nhẹ nè, nhích nhẹ lại nha, nhích nhẹ lại nha. Bây giờ cho em thử làm gì để anh em bóp bắn, khi anh em quá trình bắn mà dây căng á, dây mà căng kiểu này nè, tới 90 mà ra dây nó căng kinh khủng lắm, căng mà thấy sợ luôn á, sợ đứt dây á. Bởi vì khi nó càng ép cái này là càng cứng lại anh em bóp nó càng nặng. Như cái này em sửa lại rồi thì anh em bóp căng cái nào căng anh em cần nhấp nhẹ là nhưng bị nó đi thôi, đơn giản rồi. Này chỉ chia sẻ cho anh em nào mà trong quá trình chơi mà bị nặng cò nó nặng bắn thì cảm giác đau tay khó bắn á, anh em bắn cái này mà nó nặng quá anh em bóp nó đau tay, anh em bắn rung nó sẽ rung tay rung đau. Hôm qua anh thử có mấy cái mà tay chừng nó phồng lên rồi tháo là chỉnh lại. Tốt nhất thì mua thêm chai dầu máy nữa nha, nhỏ như mấy cái này cho nó trơn tru thì nó cũng sẽ ok thôi, để giúp cho anh em bóp nhẹ hơn. Cái này em chia sẻ cho anh em thôi, này em cũng học ở trên mạng thôi, là thấy mấy anh Thái Lan anh chim này, thấy chim theo rồi. Nhưng hôm qua chim cũng hơi ít bởi vì bóp dáng còn hơi nặng, bữa nay tháo ra chim lần lần bắn khá ok, nãy đó bắn con em rồi coi thấy rồi đó, rất nhẹ, bóp nhẹ rồi ra nhẹ thôi là bung ra, này không bung cứng nè, nhắc nhẹ là dính. Giờ mình chia sẻ anh em như thế nha, cách gã gáp thì mình cũng chia sẻ cho anh em hết rồi đó, đơn giản vậy thôi. Đơn hàng thì mình sẽ chia ra hai đơn mình gửi thôi, chứ không có gửi cùng một đơn nha. Chào anh em nha.